Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh âm thanh của Doanh Audio. Số điện thoại và địa chỉ mua hàng 0961 22 55, hoặc là cái chữ đỏ ở bên trên bên phải các bác nhé. Số điện thoại của em liên tục hiển thị trên màn hình. Giới thiệu cho các bác hôm nay chỉ có một cái thương hiệu, đó là thương hiệu Đời Lông. Ở phía trên là một con đầu Đời Lông, nó chơi đến 6 loa, 5 loa con và một con súp hơi các bác nhé. 5 loa con, một súp hơi để chế độ 5 cây Sitte và có chuẩn rẻ mã 24 bit các bác nhé. 5 cây Sitte rẻ mã TV Digital. Phụ kiện tặng kèm các bác là có một cái điều khiển để các bác có thể to nhỏ này, chuyển một vài kênh và chỉnh cái các kênh CH, SEL, các kênh cho to nhỏ các kênh các bác nhé. Đấy. Và có cả tắt mở cả cái đầu máy này nữa. Đấy, cũng khá là tiện. Dòng này dòng mặt nhôm các bác nhé, dòng mặt nhôm hai núm thiết kế hai bên và dài núm ở mấy cái phím ở giữa, thiết kế rất đẹp và cân xứng. Mặt nhôm khá là dày các bác nhìn này, rất là dày. Nội thất bên trong các bác có thể nhìn thấy này, rất chi chít cái vỉ rẻ mã 24 bit của thương hiệu Đời Lông. Máy móc thì zin nguyên bản. Ở đây thông số tất cả các cái loa đều được đánh từ trở kháng đến 6 đến 16 ohm này. Có 3 đường giải mã quang vào TV, AUX1 và AUX2 cổng DVD. Còn cổng analog của đây tôi gồm có cổng MD in này, DVD in và cổng tape in. Ở đây có cả đường rè cho súp điện. Nhưng đặc biệt con này đánh cả súp hơi luôn. Còn thông số ở đây thì con này được sản xuất vào năm 2004. Công suất điện 100V, công suất là 70W và những cái dòng đời cao thì lắp ráp tại Trung Quốc các bác nhá. 70W. Con này thì nó đánh loa chủ yếu như cái dòng loa tay, loa bé các bác nhá. Đấy, hỗ trợ cái nghe nhạc xem phim. Đời Lông con này thì Đời Lông con này lắp ráp ở Trung Quốc, còn con Đời Lông này thì để lắp ráp ở Nhật các bác nhá. Đều là hàng nội địa của Nhật, nó sử dụng điện 100V. Đấy. Sau đây sẽ test tất cả các đường loa ra cho các bác. Cái này thì em sẽ tặng kèm cho các bác cái đầu, tặng kèm cho các bác cái chấu này nhá, cái chấu này. Để các bác về các bác có sẵn là các bác cắm dây vào loa vào thôi. Sẽ đủ 5 đường loa, 6 đường loa ra. Đấy. Các bác lưu ý là cái đường đây, cái đường ở giữa này chữ SVK tức là subwoofer các bác nhá. Đấy. Đấy, sub đánh rất sâu luôn, nó có trong này nó có cắt tần sẵn rồi. Đấy. Nghe nhạc xem phim đều hay luôn nha các bác. Đấy. Tất cả đủ 6 đường loa ra các bác nhá. Con này thì công suất thì nó toàn chơi bằng dạng IC thôi. Ở dưới cái bo này này, ở tản nhiệt đây này. Nó toàn đánh những dạng IC thôi các nhá. Ở đây các bác có thể tăng hiệu ứng cái EQ ở đây này. Cái chế độ PEQ1 thì cái giải check lên rất là cao nhá. EQ2 thì chắc sẽ giảm, EQ3 chắc sẽ giảm tiếp. Đấy, còn chế độ defit là chế độ không bắt chắc thì phải. Đây là cái chế độ mà có thể SDD on, tức là chế độ tăng cái giải bass trên cái loa con đấy. Còn bình thường các bác để cái chế độ PEQ này thì cái giải chắc lên rất là cao. Đấy. Bình thường các bác cứ để nguyên thế thôi. Đấy. Ở bên nút ở đây được phím chỉnh function là chỉnh tín hiệu đầu vào. Đấy, các bác cắm cổng nào các bác xoay đúng đi. Cái cổng TV AUX1 thì cổng rẻ mã quang. Ở đây là một vài những cái hiệu ứng âm thanh, nghe là của hiệu ứng xem phim đấy. Còn bình thường các bác cứ để chế độ nghe nhạc thì các bác chế độ stereo là chế độ sẽ đánh 2 kênh và 1 súp. Còn bình thường thì các bác để cái chế độ 5 kênh Sitte này nó hoạt động tất cả các loa, hoạt động 6 loa luôn. Và kích thước của cái đầu Đời Lông này, chiều ngang là 21, chiều cao là 7 và chiều sâu 33.
và giá chỉ có 1.800.000 đồng, tặng kèm cho các bác điều khiển, và giá trên là không bao gồm phí ship. Âm đi đã test hoạt động ok hết tất cả các chức năng. Đấy. Nghe nhạc xem phim đều hay cả. Đấy, súp dòng này nó có thể chơi và súp từ 16 đến 20, và cái dòng loa con thì các bác có thể vợ đánh với những loa tay, cái loa bé, cái loa bát tầm 8, 10, 12 đánh đều ok các bác nhé. Đấy. Các bác có những cái bộ dàn 5.1 ấy, 5 loa con và một cái súp hơi ấy, thì con này đánh rất ok luôn, và thương hiệu Đời Lông, giá chỉ có 1.800.000 đồng, tặng khiển và không bao ship. Và tiếp đến em sẽ giới thiệu cho các bác cái Omni Đời Lông ở phía dưới thôi. Cái Omni Đời Lông con này thuộc cái dạng xài to, các bác nhìn này. IVC 1030G, dòng này là dòng mặt nhôm màu vàng chanh, có chỉnh bát chắc trực tiếp ở trên máy, ba lăng cơ chỉnh với loa. Hình thức về thì nó có bị chảy ở trên mặt này, các bạn nhìn này, ở trên trên này. Còn bình thường quay trực diện thì nó không nhìn thấy đâu các bạn này. Nhìn trực diện vào thì không thấy đâu cả. Gọi là phía trên nhé. Con này thì với cái giá thành thì rất là rẻ thôi, chỉ có 1.400.000 đồng. Con này kể cả các bác có ghép thêm vang karaoke gia đình cũng khá là hay trong cái tầm giá 1.400.000 các bạn nhé. Con này nó sẽ đánh 246 con sò Saken và thêm một con STK phụ ở đây, nó đánh cho loa trợ lời. Đây, 246 con Saken một vít và một con IC STK tản nhiệt to, một con nguồn khủng luôn, nguồn rất to luôn các bạn nhé. IVC 1030G, điện 100V, công suất là 150W. Các bác nhé, đây Made in Japan này rồi. Tùy từng đời máy thôi, có những con trước thì nó thiết kế lắp ráp trực tiếp tại Nhật, có những con đời cao bây giờ thì lắp ráp ở Trung Quốc, và đời cao nữa bây giờ thì các bác có thể nhìn thấy là một Đời Lông Made in Việt Nam có rồi. Ở đây là đường loa chính các bác nhá, trở kháng loa là từ 6 đến 16 ohm. Ở đây có cả center và loa phụ nữa, các cái loa tất cả đều loa đều 6 đến 16 ohm, và cặp loa phông là cặp loa chính này, các bác ghép vào những dòng loa bass 25 trở lại, ghép thêm vang karaoke gia đình rất ok. Tín hiệu đầu vào có follow CD và rất nhiều cổng phía dưới, DAT, VDP, VC nhiều lắm. Tóm lại đây cả cổng tu lơ đây này. Máy móc và nội thất đều nguyên bản, nguồn thì rất là to. Chỉnh bát chắc, bát đánh sâu này. Đấy. Với một mức giá chỉ có 1.400.000 đồng thì con Đời Lông này nó thật cần quá cần tốt trong cái tầm giá các bác nhé. Giá thời điểm hiện tại này em bán cũng rất là rẻ rồi. Mặt tiền thì các bác có thể nhìn trực diện đây, ngoài cái vết xước một xíu đây thì không tính nhỉ. Cái chỗ mặt trên này thì đây các bác có thể nhìn thấy là mặt trên thì cơ, trực diện này thì chẳng thấy đâu cả. Đây, các bác có thể nhìn trực diện tổng thể đây, nói chung còn khá là đẹp. Và một cái giá thành chỉ 1.400.000 đồng. Kích thước chiều ngang 43,5 cm, chiều cao 14 và chiều sâu 42, giá 1.400.000 đồng không bao ship các bác nhé. Thương hiệu Đời Lông quá ngon trong tầm giá. Lút bật tắt nguồn. Ở đây là các cái tín hiệu đầu vào này, audio thì sẽ bao gồm có các cổng như sau: tuner, phono và CD. Video thì còn lại có cổng VDP, VCR, VAUX. VAUX nhìn cổng phía trước. Đấy, VDP ở trên. Các bác lưu ý cho em này, khi các bác ấn vào chữ DAT cổng tab này thì nó sẽ mặc định là cổng tab, rồi các bác có ấn bất kỳ một cổng khác nó sẽ không nhận tín hiệu đâu, và các bác buộc phải tắt nó đi. Đấy, đừng hiển thị nữa, chỉ hiển thị thế thôi, tắt cái nút này đi. Đấy, I'm not afraid to die.
Ok, mức giá quá bình dân, 1.400.000 đồng các bạn nhé. Các mua hàng thì để trực tiếp cho em qua số thoại 0961225555. Chân thành cảm ơn các bác đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.